Kính thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây để tiếp nối chương trình, Cay Đắng Bờ Môi sẽ là một ca khúc tiếp theo quý vị sẽ được thưởng thức qua phần biểu diễn của thí sinh mang mã số 997, thí sinh Trần Anh Tiến. Xin mời quý vị cùng lắng nghe và cùng thưởng thức một sáng tác rất hay của nhạc sĩ Châu Đình An. Tôi có một người
Và rất tuyệt vời với phần thể hiện vừa rồi của số báo danh 997 Trần Anh Tiến. Và cho phép được Trân được hỏi là ở phía dưới ạ, có bao nhiêu quý vị khán giả ngày hôm nay đến đây để cổ vũ cho số báo danh 997 ạ? Vỗ tay lớn hết được không ạ? Và rất tuyệt vời. Và khi mà ở trong cánh gà thì Thùy Trâm cũng có được nghe các thí sinh khác chia sẻ rằng là rất mong đợi phần thi của thí sinh Trần Anh Tiến, bởi vì đây được đánh giá là một trong những thí sinh mà gọi là vô cùng nặng ký trong đêm chung kết của cuộc thi chung kết Bolero. Em hát quá hay, quá đẹp. Con cảm ơn chú. Tương lai coi như là rất là sáng ngời. Anh hồi nãy anh cũng có nói với anh Chu Văn Lục, anh cho điểm rất là cao và anh đang chờ một người xuất hiện. Và chắc số điểm của em là hôm nay anh tuyệt đối luôn, 10 điểm. Wow. Như vậy là với phần bật mí về điểm số vừa rồi của nhạc sĩ Hồng Dương Lâm, mà chúng ta sẽ cùng chờ đón những con số. Không biết là sẽ có bao nhiêu con số kịch khung trong phần chấm điểm này đây ạ. Xin mời 6 vị ban giám khảo sẽ cùng xuất hiện điểm số của mình. Dạ vâng ạ. 9,75 đến từ ca sĩ Hồ Quang Tám. 9,5. 9,5. Còn lại 3 vị ban giám khảo. 9,75. Vâng ạ, em muốn lắng nghe từ phía. Vâng ạ, 9,5 và điểm số cuối cùng 10 tròn trịa xin được chúc mừng. 9,97 phần dự thi của Trần Anh Tiến. Xin được cảm ơn, chúc mừng bạn và xin mời bạn sẽ cùng trở về cánh gà để cùng chia vui với tất cả những thí sinh, những người bạn của mình trong cuộc thi năm nay.